Xin chào quý vị, chị và các bạn đã đến với video mới của Đăng Hoàng Vlog. Hiện nay thì Hoàng đang ở ngay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn đây quý vị anh chị này. Đấy, cầu vượt Nguyễn Thái Sơn này. Thì trên cái đường chỗ này là chỗ bắt đầu đại lộ Phạm Văn Đồng đấy. Thì hôm nay Hoàng sẽ mời quý vị anh chị xem những cái hình ảnh mà chúng ta chạy xe máy trên đại lộ Phạm Văn Đồng nhá. Con đường được mệnh danh là đẹp nhất nội đô Sài Gòn. Thì chúng ta trải nghiệm những hình ảnh chạy bằng xe máy thì chúng ta sẽ có những gì. Mời nào chúng ta cùng đi, nào mời quý vị anh chị cùng đi nhé. Nào chúng ta đi thôi. Đây chỗ này vòng xoay đi mọi người. Đây đèn xanh đèn đỏ rồi. Chờ đèn xanh đèn đỏ xíu nhé. Đây là giờ tan tầm thì cán bộ công nhân viên sắp đi làm về rồi. Cầu vượt này đang còn một nhánh nữa, cầu vượt chữ N này đang còn một nhánh nữa, chuẩn bị thi công xong này mọi người. Mọi người có thấy là rất nhiều người không có bật xi nhan các bạn, rất nhiều người đúng không ạ? Đây có thể đi vào cái nhánh bên trong này nhé, nhưng mà bây giờ đến giờ rồi được phép này đi nhánh bên ngoài này, tốc độ 50 nhé, tốc độ 50, còn em thì đi khi nào cũng kịch kim này luôn. Xe em thì khi nào cũng đi hết ga hết số như thế này. Đấy, ở đấy mời quý vị anh chị cùng xem trên đường Phạm Văn Đồng nào. Con đường này là được mệnh danh là đẹp nhất nội đô Sài Gòn, con đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đây. Đó, đường ở đây là hai bên thì 12 làn xe. Và được đầu tư là khoảng 340 triệu đô la. Buổi chiều thì chúng ta được phép chạy vào cái len trong này. Còn bình thường thì chạy bên kia thôi. Tức là từ 16 giờ đến 18 giờ thì 19 giờ thì chạy vào len này. Tốc độ thì được 50. Đây nhiều khi là ấy vậy nhá. Vẫn có xe vọt ra ngoài đấy. Đây này, đấy, đấy. Đấy sinh viên này. Sinh viên mà vẫn vi phạm luật giao thông ấy. Như vậy là vi phạm luật giao thông rồi quý anh chị. Cái này là mình đâu có nói là gặp cảnh sát là bắt liền đúng không? Cái sinh viên đấy. Tức là nhìn Hoàng đoán là sinh viên thôi, chứ không khẳng định là đó là sinh viên. Chúng ta có một cái cầu đi bộ để cho người đi từ bên này qua bên này, hai bên qua lại. Cái cầu này thì chắc là dự phòng thôi, chứ bây giờ thì người đi bộ qua lại đang còn ít. Dự phòng sau này nhà hai bên mọc lên nhiều ấy thì cái nhu cầu đi lại nhiều. Đoạn này thì hai bên đường chủ yếu là quán ăn thì nhiều, lại gặp cái đèn đỏ nữa rồi. Đây là vùng Vịnh Phạm Văn Đồng với là Phan Văn Trị, Lê Quang Định. Bây giờ em lẽ vào len trong nhé, lẽ vào len mà dành cho xe máy những cái đợt thường ấy. Đấy. Rồi len trong xem. quán ăn với quán cà phê.
con đường đẹp như thế này thì những cái dịch vụ ăn uống phát triển rất là phát triển hai bên. Em lại đèn xe này đỏ rồi mọi người. Phải chờ thêm tí rồi. Đấy, có cả một sạc chuẩn bị bán đồ linh tinh điện tử gì đây rồi. Ta lại tiếp tục. Em lại đi ra lên. Em coi không ra lên ngoài đâu, tính đi ra lên ngoài. Úi giời ơi. Vi phạm luật giao thông quá trời luôn. Cho đi một len mà đi quá trời len luôn. Bên đường cũng đang ít nhà cao tầng, chủ yếu là các cái quán ăn, quán nhậu, quán cà phê và nước uống. Đoạn này là chúng ta đang đi cái đoạn đường 12 làn, rộng 60 mét, xuống phía dưới khu Thủ Đức thì chỉ còn có 6 làn thôi, rộng 30 mét. Đây là đang khu vực của Bình Thạnh, đi qua 4 quận chứ, Tân Bình này, Gò Vấp này, Bình Thạnh này, Thủ Đức này. Đường này dài 12 km. Đây của nhà thầu GSEC của Hàn Quốc. Ở đây em sẽ ra lên ngoài nhá. Em xin đường ra lên ngoài. Điểm nhấn thiết kế tổng thể của con đường này là cái cầu Bình Lợi này mọi người. Cái cầu này tổng chiều dài của nó là hơn 1 km. Và cái cầu này được bảo là thi công theo cái kỹ thuật tiên tiến nhất của lúc bây giờ, với cái kiểu đà xây băng mà đà thép cong, bốn cong. Thấy đường đẹp không? Rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy phong cảnh xung quanh. Cầu đẹp quá, đúng mọi người. Lấn lên như thế kia, công an mắt thì nói sao là đen. Đây này, chỗ này rẽ không có xi nhan thì cũng bị bắt này. Đấy, rẽ khi này, rẽ này hoặc rẽ bên trái bên phải là mọi người phải xi nhan nhé. Chứ gặp ngày công an ấy là họ có lý do để bắt lỗi. Chúng ta vi phạm lỗi cơ mà. Đấy, cái tốc độ là quá chắc này. Tốc độ chỉ được 50 thôi. Em thì cứ kịch pin kịch số kịch đấy như thế này, tốc độ của em như thế này. Có rất nhiều là người tham gia giao thông vẫn là không chấp hành.
cái cầu rồi quý anh chị ạ. Cầu rồi. Bây giờ chúng ta đi vào khu vực Thủ Đức rồi. Quận Thủ Đức rồi. Đây luôn. Đi cũng lộn xộn quá nhỉ. Cái gì nhỉ? Đấy. Có hai người đẹp kia thì lấn nó làn luôn. Đấy, người đẹp thứ ba luôn, người đẹp thứ tư luôn đấy. Adila này. Adila rồi Lít Pinza thì là tại đèn xanh này đỏ rồi mọi người ạ. Chắc là đến đây kịp đèn xanh đi. Này Lít Ninja này. Ninja Lít này. Cơ bản là phải lấn ra chưa lấn. Đây, quý vị thấy bảng nhá, chỉ có đi được làn trong cùng thôi, còn lấn ra ngoài làn hết rồi. Trời miền Nam thì nắng nóng, người ta mặc cái áo gió vào là để cho không bị nắng là không có bị mất nước. Còn ở miền Bắc thì mặc áo gió là để mục đích chủ yếu là để cho không bị lạnh. Còn mùa nắng ở ngoài miền Bắc thì không có ai mặc áo gió cả. Bây giờ thì kia chở con nhỏ mà lại đi như thế, vi phạm luật thế, làm sao mà dạy được con. Em có phải ý kiến, nhưng mà thực ra thì khi mà mình chở trẻ em đi, mình nên tuân thủ những cái nội quy luật giao thông cho nó tốt nào. Tại vì mình dạy nó mà. Dạy là dạy những cái đó. Chứ đến khi nó cãi lời mình thì nói sao lại thằng này lại là không nghe lời. Thì chính mình người lớn mình có nghe đâu phải không anh Đình? Đấy, có mấy cầu đi bộ đẹp ấy. Bây giờ vẫn là chưa phải cái giờ tan tầm nhiều đâu. Có khoảng 30 phút nữa cơ. 30 phút nữa thì ở trong nội thành á, tức là các anh chị mà làm ở khu vực trong mấy quận như là quận 3 này, quận Phú Nhuận này, đó. Rồi ấy thì đổ ra đây rất là nhiều. Quận Tân Bình này. Tân Bình là khu vực sân bay đấy. Đây con đường này là nối thẳng vào sân bay mà. Đường này rất là đông. Giờ là mới đầu giờ của bây giờ tan tầm đây. Nên là hơi ít. Thế là thành phố Hồ Chí Minh thì có một số công ty ngồi bên tàu bên kia có đường tàu. Nhiều công ty thì có một số là người ta hoạt động đến 5 giờ rưỡi 6 giờ. Thế nên là giờ tan tầm thì nó ấy lại. Hồi trước thì phía bên kia là cái con đường này là gọi là đường Kha Vạn Cân, nó nhỏ tí á, nhỏ lắm. May có tiền 340 tỷ đô à, 340 tỷ đô nhiều, 340 tỷ đô là bao nhiêu, mấy gì nhỉ, hơn 7.000 tỷ à. 7.000 tỷ đồng đúng không? Hơn 7.000 tỷ đồng. Ơi. Đấy, thành tiền là phân khối lớn á.
đường này mà chạy ô tô là cũng dễ bị bắn tốc độ lắm. Đường này rất đẹp. Buổi trưa, nhất là buổi trưa, buổi chiều rất là thoáng người, nên chạy tốc độ rất là cao. Công an người ta ở đâu, người ta bắn không biết đâu, nhưng mà xuống thế này này, xuống thế này thì mới bị dính này. Xuống thế này mới bị đón lại. Xuống dưới cái chỗ mà cái đoạn đường 6 làn thôi. Ở đây vẫn là còn 13 làn, à 12 làn. Ở đây cái chỗ này là hồi xưa đây, Sài Gòn quan phát ở đây. Bây giờ dẹp đi rồi. Đây là Thủ Đức rồi. Ôi, không khí mắt còn mắt mẻ quá. Về Thủ Đức không khí nó khác hẳn đấy. Đây thì ít quán ăn quán nhậu hơn rồi, có ít. Đấy, em học sinh này qua đường rất là hồn nhiên, như con tiên, nhưng mà con tiên nó bị điên, qua đường vậy rất nguy hiểm cho chính cả mình và chính cả người khác. Đây này, cái đường cũ là đường Kha Mình Cân vào đây nha mọi người. Đây này, đi để em vô đường Kha Mình Cân này. Đấy, còn 4 giây vẫn được đi. Đèn xanh đèn đỏ là đèn đỏ rẽ nhá, còn đèn xanh là đi thẳng. Rồi, hết cái đoạn đường 12 làn rồi. Đây, chuẩn bị là vào cái con đường là 6 làn. Nó có hẹp dần nhá, đây vẫn là còn 12 làn nhưng mà hẹp dần. Đi một tí nữa đây này, hẹp dần. Tại vì xuống đây thì có cái đường Kha Mình Cân ấy, cho nên là người ta chia sẻ cái mật độ giao thông đó. Hồi trước mà đi đường Kha Mình Cân khổ lắm. Em nhớ rằng là Hoàng nhớ rằng là cách đây có khoảng gần 20 năm khi Hoàng đi học ấy, thì đi đường Kha Mình Cân, ối rồi buổi chiều nước nó ngập lên, khổ kinh khủng, khổ chưa từng thấy luôn. Nói rồi sống Sài Gòn sao mà nó khổ thế. Đấy, xuống đây thì được chạy 60. Xuống đây xe máy vẫn được chạy 60, được chạy 2 làn, làn này với làn ngoài. Xuống đây thì đường 6 làn rồi. Ở bên kia thì 12 làn, xuống đây 6 làn. Đấy, vẫn có con nhậu nó có lên. Chỗ đón xe buýt thì người ta làm rộng ra một tí như thế này. Xe buýt tấp vào thì vẫn có cái chỗ để cho Honda xe máy. Thấy là xuống đây là đường nó lạnh hẳn rồi đúng không? Ở dưới này Thủ Đức mà. Thủ Đức thì giống như là dưới quê rồi. Gần này là mình quê rồi, nhưng mà sắp tới là khu vực cái khu phía đông này là phát triển đấy. Trên đoạn này tí này,
ngay chỗ cái chùa này mọi người, ngay chỗ cái chùa này là thi thoảng đứng này, có lỗi ở dưới kia, ví dụ tốc độ nhanh, tốc độ hay là lấn làn thì là về đây bắt hết. Tôi lên đây thì chạy tùm lum hết rồi, không để làn ô tô xe máy gì cả. Đây gần tới Linh Xuân rồi, đây Linh Xuân Thủ Đức, còn đi đến cuối đường rồi, còn cũng khoảng vài cây nữa, vài cây số nữa. Trên này thì Thủ Đức thì thấy là cuộc sống nó thong thả hơn một xíu so với trong kia. Đấy, tốc độ ra đây quý vị thì thấy này, tốc độ xe cũng đi chậm lại hơn rồi, đâu phải như trong phía trong thì còn đi nhanh đi chậm. Đấy, thêm một cái đèn đỏ nữa rồi, bao nhiêu giây đây, 27 giây. Ok, phía trước là cầu vượt Linh Xuân, là điểm cuối của con đường Phạm Văn Đồng này rồi quý vị anh chị. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video clip này cũng như là ủng hộ kênh Đăng Hoàng Vlog trong suốt thời gian qua. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.